đấy, đúng thợ đấy. Vốt cứ cho thẳng hàng. Đấy, đúng như vào đây là chuột. Đấy, đúng. Rồi chị chuyên giang bụi, không cần đâu. Bơ ngựa mấy vào đầu đấy mà. Bơ ngựa gì? Ông băng này chắc ngày xưa là cũng tập tạ nhiều đấy. Cần đấy. Ôi, quá tay, quá tay. Không có cái gì nó không đưa lên mạng. Giờ nó thấp rồi. Thì xi phong bây giờ cứng nhanh nhỉ, cứng nhanh nhỉ. Quá cứng nhanh. Hai phòng mấy đấy? Không biết học đúng không? Tôi bao cái đấy nhá. Cái này khả thả rắn ở giữa anh ơi. Mà thả rắn ở giữa. Chắc mưa vẫn vào tới đây là đổ đây. Ok. Thank you.
kia hết rồi anh ạ.